Chợ. Hello, xin chào mọi người và chào mừng các bạn đã đến tới channel của mình là Music Gaming VN. Hôm nay mình sẽ chơi game Shark Boy, những thanh niên trẻ trâu và anh hùng của những cá mập dí cho sấp mặt ra, và chúng ta sẽ không biết làm sao để thoát được chúng nó, sẽ mua cái tàu mới. Đây là Biro luôn. Rồi cái này là vô, ai sẽ làm các này là chơi sát bị mấy đứa khác đánh rồi. Có phản sóng rồi. Ok rồi, chúng ta sẽ để những thanh niên trẻ trâu chơi xong thì anh em sẽ đợi một tí và xem thử nghiệm. Tôi thấy rất là nhiều người chơi cái game này rất là hay ho. Ok. Đấy. Nên mình sẽ chơi test thử game này và để xem mình mới có ba cái này à. Tôi sẽ mua cái thuyền. Ok rồi, chơi thuyền này là ngon. Rủ hết luôn, rủ hết cả anh em luôn. Chủ thuyền nghe đây. Đấy, có súng luôn à. Chết rồi. Chúng ta lên thuyền rồi. Lên thuyền ngồi đi. Đây là thanh niên Racing Boy chơi. Rồi anh cá mập mà màu đen ra xuất trận. Rồi sẽ thẳng như thế này. Mình chơi cái gì đây? Ai sẽ là con cá mập đây? Rồi để xem. Simi. Ok, thấy không? Phải mình rồi. Mình sẽ chơi cái con tàu này không mời ai luôn. Ok. Đây mình sẽ chơi cái con này chơi cái tàu này chơi riêng mình thôi, không chơi ai hết á. Chúng ta ok men. Cái này có thể chơi được rồi. Đấy. Rồi quát. Có súng này chút bắn cho nó. Đấy, có tàu rồi. Không nên chơi tàu rồi. Rồi anh đã. Đấy, cá mập xuất trận. Cá mập màu đen. Cá mập trắng thì cá mập đen có. Ok rồi, mình sẽ chơi ngồi lên rồi. Thanh niên lấy thuyền. Đấy, đây là thanh niên lấy thuyền. Đây. Đấy, sao nó hơi lát tí này. Đây, đây nó hơi khó à. Cho nó hơi lát cái. Mình trốn ra khỏi đây cái. Bắt đầu rồi ta. Trời ơi, nó bay luôn, mua cái xịn nè. Cái xịn nó ở đâu? Để xem ơi, nó như nó ở đâu nhỉ? Sợ vái à. Đấy, nói luôn. Đấy. Đấy, giờ là an toàn rồi. Hơi lát tí rồi. Ừ.
mấy cái tàu nó cứ cái game này thằng lắc lắc so với mình ha. Chơi cái tàu này ngu rồi, chết rồi, ngu rồi. Chạy qua kia, chạy qua kia, bắn tụi nó. Không biết cái tiếng này đâu ra trời. Đi ở đâu vậy? Nó ngồi góc mình nè. Đấy. Đấy, chơi vậy nè. Thanh niên chơi nhanh thế nhỉ? Mà chắc tham gia thuyền khá là sướng hơn. Chơi thuyền khó quá à. Đấy. Này cũng có gì hay trời. Kỳ thế nhờ. Đợi nó tới rồi. Nó thành mấy thành viên chơi chơi mấy cái này sao ăn được gì này, cũng có 50 à. Dập thuyền đi. Ai sẽ làm đây? À, xấu gì? Nó sẽ kê rồi. Nó tham gia của mấy thằng này. Con này đi. Chuẩn thị đi anh ơi. Anh em sẽ chọn dựng cái thuyền đắt mắt. Chết rồi, phải chọn thuyền về nữa. Mình chút phải bay qua thuyền khác ở à. Ngồi nữa. Đấy, chết. Mình lại cái máy mình hơi lag. Mình chơi cái tàu này, sao chơi. Đấy. Để một anh cái bọc ra, không có nào mặc skill luôn. Ok rồi. Mình chơi thử cái thuyền này hơi lag. Nó vậy nó hơi lát lát thôi các bạn ơi, đừng có quan tâm nó. Cái gì chơi em được vậy? Hơi lát thế này người chơi. Niên chơi chưa băng giết được một con cá mập luôn. Tụi nó trốn rồi. Chơi được cái thuyền mình nó hơi lắc lắc tí. Sorry à. Mình dần không có ai cho thành cho mình tham gia. Nó là trôi đây luôn. Đấy, chơi vậy đi. Cứu em, cho em qua tiền anh chơi coi. Nó ra ăn thịt tao giờ kìa. Nó ra ăn thịt tôi đi kìa. Chết giờ, nhanh. Bơi luôn đi. Thôi video cũng kết thúc tới đây thôi, nếu các bạn thấy hay nhớ like và subscribe và đăng ký nhanh cho bên chuông và nhận thông báo của mình. Thôi bye bye.